Xin kính chào quý vị và bà con, mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày mùng 8 tháng 12 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, dòng xiết gió Tây trên cao còn tiếp tục mang đến bầu trời nhiều mây kèm theo mưa nhỏ cho các tỉnh thành miền Bắc trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ngày mai chỉ dao động từ 19 cho đến 22 độ. Thưa bà con, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc diễn biến thất thường đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc trồng hoa phục vụ cho Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Thời tiết không thuận lợi là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh hại trên hoa, trong đó có bệnh đốm đen hại hoa hồng. Bệnh thường phát sinh ở những lá già ở phía dưới trước, sau đó thì lây lan dần lên các lá non, đọt non ở phía trên. Bệnh có thể xuất hiện trên lá, thân cành, nụ hoa và hoa, nhưng chủ yếu là ở trên lá. Để hạn chế tác hại của bệnh, bà con có thể áp dụng kết hợp một số biện pháp như sau. Trong quá trình chăm sóc thì thường xuyên thu gom những lá dụng dưới vườn tiêu hủy để giảm bớt lây lan. Bón cân đối đạm, lân và kali, không bón quá nhiều phân đạm, tăng cường phân lân kali, phân hữu cơm mục và cho bếp. Tưới vừa đủ nước, tránh để nước ứ động nhiều trên mặt lá, nhất là vào ban đêm. Bà con cần thường xuyên kiểm tra vườn hồng thường xuyên để phát hiện sớm và phun xịt thuốc phòng trị bệnh kịp thời. Những vườn thường bị bệnh gây hại nặng thì bà con nên phun phòng bệnh trước mỗi đợt cây ra đọt, lá non bằng các loại thuốc đặc trị, sau đó thì phun định kỳ khoảng 10 ngày một lần. Trở lại với tình hình thời tiết, đới gió đông bắc suy giảm dần về cường độ cho nên trong đêm nay và sáng mai, mưa rào chỉ còn xảy ra tại khu vực từ Huế trở vào cho đến Khánh Hòa nhưng với lượng giảm hơn so với 24 giờ trước đó. Nên nhiệt độ trên khu vực vì vậy sẽ tăng chậm trở lại. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh thì bầu trời nhiều mây và rét nhẹ với biên độ nhiệt từ 20 cho đến 23 độ. Trong khi đó, từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi, có nhiệt độ trưa chiều mai ở mức từ 25 cho đến 28 độ. Phần còn lại, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận là từ 28 cho đến 31 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai toàn khu vực phổ biến ít mưa, nắng lên sớm và nhiệt độ cao nhất lần lượt tăng lên mức từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại Nam Bộ. Thưa bà con, Tây Nguyên và Nam Bộ đã bước vào mùa khô, nắng nhiều hơn là điều kiện để dẹp phát sinh trưởng, phát triển và gây hại cho các diện tích cây hồ tiêu. Dẹp thường sống tập trung, gây hại ở ré bong, ré trái, ngọn non, cuống lá, mặt dưới lá. Dẹp sáp, chích hút nhựa cây nếu ở mật số cao, cây tiêu sinh trưởng kém, cằn cỗi, khô héo, trùng quả héo và rụng non. Chất bài tiết của dẹp là môi trường cho nấm bổ hóng đen phát triển, bám đen cành lá và vỏ trái, làm giảm quang hợp và giảm giá trị của sản phẩm. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ, bà con cần thường xuyên thăm đồng để phát hiện và phòng trừ dẹp sáp kịp thời. Và tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa và mưa rào rải rác, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 cho đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 cho đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 83 cho đến 88%. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi, Vùng núi đêm nay và sáng mai có mưa rải rác trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 10 cho đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 77 cho đến 85%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Nam có mưa rải rác trời lạnh, phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 20 cho đến 27 độ và độ ẩm trung bình từ 85 đến 92%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì trời nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía bắc của khu vực. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm từ 82 đến 93%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 cho đến 29 độ và độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.